Klaizy cảm biết được chuyến đi từ Điền Trang đến Zezim khá dài. Nếu đi bằng xe ngựa thì cũng phải mất cỡ 6 tháng mới đến nơi. Nhưng nhờ vào sức mạnh của ngài Axel nên chuyến đi chỉ vòn vẹn mất một tuần. Ngài ấy đã sử dụng ma thuật để trở về Zezim, Axel cho rằng họ sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và vẫn đảm bảo đến Zezim trong vòng một tuần. Axel muốn biết xem hai con gái mình đi qua cổng ma thuật có gặp tác dụng phụ gì không, nhưng Axel không biết nó là gì. Sau đó Charlotte liền vui vẻ giải thích cho cô bé hiểu, nhưng đó đều là một đống từ ngữ rất khó hiểu đối với một đứa trẻ ngay cả một người như công tước Axel còn khó có thể hiểu được những lời vợ mình nói, nên anh quyết định nói ngắn gọn cho con gái hiểu. Cổng ma thuật được trang bị một lượng lớn ma thuật và một vài người không có khả năng chịu được lượng ma thuật lớn như thế. Anh cho rằng mấy từ của vợ nói quá khó hiểu cho bọn trẻ, nhưng cha thì nghĩ con gái của cô vẫn hiểu thuyết cơ bản về phép thuật đấy nhé. Nhưng chắc rằng chỉ có Clarie hiểu được những lời mẹ nói mà thôi. Ba ngày sau, gia đình họ đã đến được Di Santa, nơi mà họ sẽ bước vào cổng ma thuật. Và thật may mắn khi cả Clarie và Axel chốt lọt vượt qua được cổng ma thuật này. Claji thấy toàn bộ người làm ở đây đều hết mực chào đón cha của mình như một lời khẳng định về quyền lực của ngài ấy. Cô bé chỉ biết đứng nhìn dõi theo cha và tin tưởng tuyệt đối vào người cha này. Và cứ thế gia đình họ cũng khởi hành đến kinh thành. Ngựa đã bắt đầu bước những bước đi đầu tiên để bắt đầu một hành trình mới và bánh xe ngựa bắt đầu dịch chuyển đưa gia đình Claji về Jezim. Cả gia đình ngài công tước đều ngồi trong một chiếc xe ngựa rất hoành tráng. Trong lúc ngồi trên xe, Charlotte đã dạy cho hai con gái mình phải nói như thế nào khi gặp hoàng đế và cô muốn kiểm tra lại con gái mình có nhớ bước tiếp theo cần phải làm gì không vì acl mới chỉ là một đứa trẻ nên không thể nhớ được hết lời mẹ dặn clyg cũng chăm chỉ dặn dò em từng chút một cô phòng trường hợp em gái quên mất phải nói gì nên đã dặn acl từ trước và cứ thế bọn họ cùng nhau trên đường đến gặp hoàng đế bệ hạ thậm chí đến cha của cô cũng không ngờ hoàng đế sẽ triệu hồi gia đình họ ngay khi vừa về đến nơi đáng lẽ ra acl phải tham gia một khóa học lễ nghi cấp tốc trước khi gặp hoàng đế vì cô bé chưa bao giờ được gặp hoàng đế cả cũng chưa bao giờ thuộc những lễ nghi trong cung điện vì vậy mẹ cô cũng rất lo lắng vì acl không những vậy kleizi cảm nhận được bà rất hồi hộp vì đã lâu bà không trở về cung điện cha cô cũng đã rất tinh ý khi nhận ra mẹ cô như vậy nên đã an ủi charlotte nếu evan muốn củng cố quyền lực thông qua nghi lễ ấy thì ngài ấy chắc đã không chịu kiến họ ngay mặc dù charlotte cũng biết việc này nhưng vẫn vô cùng lo lắng đây là điều không thể tránh khỏi thấy mẹ mình như vậy kleizi không biết cuộc sống của mẹ đã tệ đến mức nào trước khi chạy trốn nhỉ nhưng cô không biết phải làm gì để an ủi mẹ nên chỉ nắm chặt hai tay và ngồi im lặng một chỗ đúng lúc này ECL hồn nhiên nắm lấy hai bàn tay của chị gái, an ủi mẹ đừng lo lắng, vì chị của cô đã nhớ hết rồi. Việc này làm cho mẹ cô vui vẻ hơn và tĩnh tâm hơn lúc trước. Clyde nhận thấy được sức mạnh tinh thần của gia đình đối với mẹ thật là to lớn. Rất nhanh sau đó cả gia đình họ đã trở về đến Zezim. Và cung điện hoàng gia của Zezim đã hiện ra ngay trước mắt của họ. Vì là lần đầu tiên đến đây nên Clyde không tránh khỏi sự lo lắng. Và cả Charlotte cũng vậy, sau rất nhiều biến cố cuối cùng cô lại trở về nơi thuộc về mình. Ngài Axel dường như cảm nhận được sự lo lắng của cả vợ và con mình anh ôm lấy eo của vợ mình như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô còn clyde vẫn đang cố gắng dạy em mình phải nói như thế nào khi gặp hoàng thượng nhưng cô không quên để ý đến tâm trạng của mẹ vì cô biết mẹ cô đang rất hồi hộp còn ecl thì bắt chước y nguyên những lời mà chị vừa nói clyde dặn dò em gái của mình nếu không nhớ gì cả thì chỉ cần nói kính chào hoàng đế đáng kính là được cô còn dặn dò em gái nhớ là phải hướng mắt xuống dưới sàn nhà nhưng ecl thì vô tư không hiểu tại sao phải làm vậy clyde cho biết một là em nhìn xuống sàn hai là nhìn lên trần nhà nếu dám nhìn thẳng thì cổ của em ấy sẽ hơi bị đau đó Klaizzi không biết nói như vậy có khiến cho em gái nghe lời cô không, nhưng cô rất mong là như vậy. Cả hai cha mẹ họ khi chứng kiến cảnh này thì cũng đều rất vui vẻ. Và cuối cùng, anh lái xe đã thông báo cho cả gia đình rằng họ đã đến Zezim rồi. Xe ngựa đã dừng bánh để cả nhà chuẩn bị bước xuống. Hai vợ chồng ngài Axel nhìn nhau một cách đầy tình cảm, giống như để tiếp thêm sức mạnh trước cuộc gặp gỡ này. Charlotte đã nói với chồng mình không sao cả mặc dù trong lòng cô cũng đang rất bối rối. Và ngài Axel cũng hiểu được điều này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên vợ anh trở lại với cung điện. Sau đó ngài Axel bước chân xuống xe đầu tiên để đón ba mẹ con họ. Tiếp theo đó anh đón hai cô con gái của mình xuống xe một cách an toàn. Trong khi Axel đang rất phấn khích khi được ngắm nhìn Zezim lần đầu tiên thì Claji lại liếc nhìn xem cha mẹ mình thế nào. Lúc này cha cô đang đỡ tay mẹ cô để bước xuống xe khỏi ngã. Và Claji đã nhìn thấy trên tay mẹ cô có một thứ lấp lánh mà chưa bao giờ cô nhìn thấy cả. Đó là một chiếc nhẫn rất đẹp, cô không biết là mẹ đã đeo lên tay từ khi nào nữa. Và ngài Axel cũng nhìn ra được điều này, anh phát hiện vợ mình đã đeo những cưới trên tay nên Axel vô cùng phấn khích, dùng cả hai tay đan vào tay vợ và nâng nó lên thật cao như thể hiện chiến thắng. Hai người nắm tay nhau hết sức tình cảm, lần đầu tiên anh thể hiện tình cảm với vợ một cách công khai. Điều này làm cho Charlotte vô cùng ngại ngùng trước hai cô con gái. Cô đỏ hết mặt và nhắc nhở chồng từng làm như vậy. Nhưng trọn vẹn cảnh này đã được Clyde nhìn thấy và cô không biết để thể hiện cảm xúc như thế nào khi chứng kiến nó. Clyde nhận ra cha của cô cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng là nụ cười nhuốm màu của thất bại. Tựa như cha cô đang tự nhắc nhở chính mình, và hơn ai hết cô bé hiểu rõ cuối cùng là cha cô đã mang mẹ cô về đây cơ mà và chính cha là người đã đẩy mẹ cô xuống đáy của địa ngục Clyde đã quay đi như muốn giả vờ không nhìn thấy gì nhưng cô không thể giả vờ là không thấy khoảnh khắc ấy dường như họ đang ở trên thiên đường của kẻ thua trận vậy cung điện hoàng gia của Zezim giờ như là kiệt tác của kiệt tác nhưng cô lại không thể ngắm nổi tầm vĩ đại này được những cố gắng của mẹ cô để giúp họ nhớ lễ nghi trở nên vô ích thay vì gọi đến hoàng cung hoàng đế đã triệu tập cả gia đình họ đến một nơi bình dị ấm cúng hơn ngài ấy đã cố gắng tạo ra không khí thoải mái lần đầu gặp lại Evan, Charlotte đã cúi đầu chào ngài ấy một cách kính cẩn. Nhưng hoàng đế bệ hạ lại cười phá lên khiến cho cô ấy vô cùng bối rối. Thấy cha mình rất gần gũi với điện hạ như vậy, nên Clyde đoán rằng họ thân nhau đến vậy cơ à? Cô thấy tính cách của họ khá giống nhau và kể cả ngoại hình cũng vậy. Đó là lý do mà mẹ chọn những khu vực nông thôn để sống. Charlotte đã nhân váy và cúi chào hoàng đế đáng kính và Evan đã hỏi cô có cần anh ban phước lành hay không. Cô liền cúi đầu hy vọng sẽ được ban phước lành cho mình nhưng hoàng đế lại xua tay cho rằng cô đã nói sai rồi vì cô phải nói thêm chức vụ của mình vào nữa nhưng thôi được rồi không sao cả Clyde cảm thấy ngài ấy giống như một đứa trẻ đang đùa với gia đình cô vậy và ngài Axel cũng cảm nhận được nên đã vỗ vai Evan kêu anh ấy đã đủ rồi sau đó Axel giới thiệu Clyde là con gái lớn của mình và nó giống hệt anh hoàng đế bệ hạ liền liếc nhìn hai đứa trẻ Axel lại giới thiệu tiếp đây là ACL em gái song sinh của Clyde Evan đã hiểu rồi và rất vui khi được gặp mặt hai cô bé anh nói chúa sẽ ban phước lành cho hai nhóc Ánh mắt của anh không thể rời khỏi Clyde khi thấy cô có ngoại hình như vậy. Và cô bé cũng cảm nhận được ngài ấy chỉ nhìn cô mà thôi. Clyde liền nhưng váy và kính chào hoàng đế điện hạ đáng kính, cô nói rất vui lòng được diện kiến ngài. Trong đầu Clyde bây giờ vẫn nghĩ về việc hoàng đế chưa chính thức xá tội cho mẹ mình. Mặc dù cô không biết tại sao Evan lại như vậy nhưng cô lại có cảm giác sợ hãi. Evan cũng nhận ra cô là một Atazion nên đã hỏi năng lực của nhóc là gì. Clyde liền cho ngài ấy biết cô có thể điều khiển sức mạnh của gió. Evan đã rất hào hứng đứng dậy khỏi ghế và muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh này nên muốn Clyde đi theo anh. Vì lo lắng cho con gái nên Axel đã muốn ngăn điện hạ lại, nhưng ngài ấy đã nói xin lỗi với anh và muốn yêu cầu anh một chuyện. Sau đó Evan còn thi triển một vòng tròn pháp thuật muốn Axel đứng im tại chỗ và không được theo hai người. Pháp thuật do Evan tạo ra giống như một sợi dây xích trói chặt lấy Axel khiến anh không thể cử động, không những vậy nó còn bịt cả miệng của Axel lại. Thấy vậy Charlotte đã rất lo lắng cho chồng mình nhưng cô không thể phản kháng lại nhà vua còn cả ACL và Clyde cũng vô cùng hoảng hốt khi lần đầu tiên thấy cha mình bị như vậy. Nhìn cha như vậy, Clyde đoán rằng cái đó chính là tội mà mẹ cô đã phạm phải và chống lại cha. Eva nhận ra Clyde vẫn đứng yên tại chỗ nên khen cô bé này rất ngoan ngoãn. Clyde liền cúi đầu cho rằng đây chính là vinh dự của cô đối với nhà vua. Rồi Evan quay sang nói với chị họ yêu quý của mình. Anh hy vọng chị không để ý nếu anh nói chuyện riêng với con gái chị, giống như khi bọn họ còn nhỏ. Charlotte đã rất sợ hãi, cô không biết nói gì cả, chỉ đứng im bất động một chỗ. Sau đó Evan dắt theo Clyde đi đến chỗ khác, còn Charlotte thì vẫn đúng run bần bật tại chỗ. ACL đã rất lo lắng cho chị của mình nên hốt hoảng gọi tên của chị thật to. Nhưng đã có hai người lính ở đây ngăn cô bé lại không cho theo chị mình. Clyde vội vàng ngoảnh lại khi thấy có người khống chế em gái thì rất lo lắng. Cô liền thi triển sức mạnh của gió để lùi hai tên lính kia ngã xuống đất và bảo vệ mẹ và em gái mình. ACL thì sợ hãi ôm lấy mẹ của mình và cầu xin Hoàng đế bệ hạ đừng bắt chị ấy đi evan đã vỗ tay khen klaji đúng như anh nghĩ gia đình nắm giữ atazion có khả năng thao túng quyền lực và thật đáng ngạc nhiên khi một cô nhóc lại có khả năng điều khiển được năng lực mà không cần huấn luyện klaji đã cảm ơn bệ hạ vì đã khen cô và giờ thì họ muốn nói chuyện một chút với nhau còn acl thì khóc lóc cho rằng hoàng đế bệ hạ đã nhìn thấy khả năng của chị mình rồi cô muốn khẳng định ngài ấy đã thấy cách mà chị ấy điều khiển được gió rồi mà đúng không evan cảm thấy acl làm cho anh nhớ lại chính bản thân của mình vào ngày trước nhưng thấy ACL có vẻ ngạc nhiên nên Evan kêu anh chỉ đùa thôi và dặn dò cô bé đừng tin lời của người lạ nhé. ACL ở lại vẫn khóc ròng ròng vì lo lắng cho chị gái của mình sẽ bị bắt nạt. Và Evan đã đưa Clyde đến một căn phòng khác, trong đó cô đã nhìn thấy bức tranh của một người đàn ông treo trên tường. Và Clyde chỉ biết đi theo chân của Evan, anh đã hỏi cô có biết việc anh vừa làm là gì không, đó chính là ma thuật đã có hiệu lực trong một thập kỷ. Hay là 15 năm gì đó, Evan nói anh chả phải thầy pháp gì nhưng việc khai triển nó dễ như nhấc một ngón tay vậy. Claji không thể tin được ngài ấy lại có sức mạnh như vậy để chống lại một Atazion. Cô muốn biết Bệ hạ có thể sử dụng ma thuật thường xuyên không nên đã hỏi anh. Câu hỏi của Claji làm cho điện hạ phải dừng bước không đi tiếp nữa. Anh cúi xuống nhìn cô bé và nghĩ rằng nhóc sẽ không tin những điều của anh nói đâu. Nhưng Claji lại khẳng định cô sẽ tin những lời của ngài ấy nói mà. Evan mỉm cười nhẹ nhàng và cho cô biết Claji khác hoàn toàn với em gái của mình. Evan cảm thấy Claji là một cô bé nói dối không chớp mắt. Claji biết rằng mẹ và em gái của cô đều bất lực trước đức vua. Còn cha cô thì bị giam cầm bởi pháp thuật của đức vua, nên Claji không còn cách nào khác là nghe theo lời của ngài ấy. Cô liếc nhìn về phía hoàng đế bệ hạ, tưởng tượng nếu đức vua cố điều khiển cô bằng pháp thuật của ông ấy thì Claji không biết liệu cô có thể tránh thoát được nó không. Cô nghĩ kỹ lại thì mẹ và cha của mình có lẽ đã biết chuyện như này có thể xảy ra rồi, nên không còn cách nào khác lai chỉ biết đi theo và phục tùng mệnh lệnh của đức vua mà thôi. Bỗng cô nhìn thấy một cậu bé và đức vua đã hỏi cậu ta đang làm gì ở đây giờ này. Claji đoán rằng cậu bé cũng chật tuổi như mình và có mái tóc bạch kim giống như cô cô nghĩ đây ắt hẳn là thái tử điện hạ rồi. cậu bé đã ngập ngừng nói với cha của mình rằng cậu muốn xem phemata vì cậu nghĩ công tước selcius ở đây nên có thể cho cậu xem. sau đó cậu bé liếc nhìn thì phát hiện ra claiji đang đi cùng với cha của mình. còn claiji thì đứng đó quan sát cậu ta và không nói gì cả. vì thấy claiji rất lạ nên thái tử điện hạ đã ngại nắm lấy hai tay của mình. cậu rất muốn biết cô bé này là ai vậy. đức vua đã không nói cho con trai của mình biết ngay mà muốn cậu ấy đoán xem cô bé là ai và thái tử đã đoán ra cô ấy chính là con gái của công tước selcius nhìn thái tử trong bộ dạng này làm cho cô bé nhớ đến ACL em gái của mình. Nhưng thái tử nhỏ hơn em gái của cô một chút, có lẽ là 7 hay 8 tuổi gì đấy. Clyde bè ngước nhìn về phía hoàng đế bệ hạ, xem ngày ấy như thế nào. Evan liền kêu con trai mình chào cô bé đi. Chưa kịp để cho cô Lan chào mình, Clyde đã cúi chào vị hoàng tử tối cao của đế quốc và giới thiệu mình chính là con gái đầu của công tước Cô Lan cảm thấy hơi ngạc nhiên vì màn giới thiệu hết sức ngắn gọn và trôi chảy của Clyde và cậu bé cũng đã rất vui vì được gặp tiểu thư nhà đi săn đốt cô lan cho rằng clyde chính là em họ thứ hai của mình và khẳng định họ là gia đình với nhau nghe những lời nói này của thái tử clyde ngập ngừng không biết nói sao cô nghĩ rằng có thể ngài ấy còn nhỏ nhưng dù sao cô lan vẫn là thái tử ngài ấy hẳn là đã biết những chuyện xảy ra giữa cha cậu và mẹ mình điều đó cho thấy đức vua và mẹ cô đã từng thân thiết với nhau và cũng có nghĩa là đức vua chấp thuận với việc tha thứ cho mẹ của mình clyde nghĩ về cảnh tượng chứng kiến mẹ của cô đã phải rất lo sợ khi lần đầu gặp Ivan cô rất muốn biết bây giờ mẹ của cô đã ra sao rồi Clyde liền mỉm cười nói với cô Lan, cô đâu dám có quan hệ với thái tử như một đứa em họ được, nhưng rất vinh hạnh cho cô nếu ngài ấy xem cô như một người thân. Thấy cách hành xử khéo léo của Clyde, Evan liền ngoảnh sang nhìn con trai mình xem cậu bé phản ứng thế nào. Và anh muốn hỏi lại con trai có phải muốn nhờ công tước Cecius cho mình xem Femata phải không? Nên Evan đã cho con trai biết công tước đang trong lâu đài, nhưng anh không nghĩ hôm nay cậu có thể gặp được ngày ấy và kêu con trai hãy quay về trước, anh sẽ nhắn nhủ đến ngài công tước giúp. Clyde chắc chắn ông ta không muốn con trai mình nhìn thấy công tước vị trói buộc bởi xích có pháp thuật đâu, Cô Lan liền nghe theo lời cha mình, cậu bé cũng rất mong sẽ được gặp lại Claji sớm hơn, sau đó hai người cúi chào nhau. Cô Lan vẫn cố ngước nhìn cô bé thêm một lần nữa. Sau đó hai người chia tay nhau đi về hai hướng của cung điện. Trước khi rời khỏi đó, hoàng thái tử đã cố ngoảnh lại để nhìn về phía Claji, và sau đó cô bé lại tiếp tục đi theo hoàng đế bệ hạ đến một nơi nào đó trong cung điện. Nhân tiện nói chuyện trên đường đi, ngài ấy muốn hỏi nhóc có biết tên anh là gì không. Claji liền cho ngài ấy biết đó là tất nhiên rồi, và cô đọc một mạch tên đầy đủ của Evanza, khiến cho anh hốt hoảng evan quên mất rằng atazion có một trí nhớ hoàn hảo và cách mà nhóc nhớ nó đã vượt xa evan rồi klaiji nghĩ rằng đó là vì cô đã đọc về ngày ấy trước khi đến đây trong sách và giấy rồi trong giai đoạn lịch sử phong phú và huy hoàng nhất của đế quốc nhưng klaiji vẫn cảm thấy mình đã lạc đề mất rồi sau đó evan đã đưa cô bé đến một nơi rất rộng lớn của cung điện anh cho rằng chỗ này của cung điện có thể dùng được nhưng hơi bụi cuối cùng thì hoàng đế bệ hạ đã dừng lại ở một cánh cửa sau đó anh quay lại và nháy mắt với klaiji giới thiệu với cô đây chính là nơi mà anh muốn đến nhưng klaiji không biết nơi này là đâu nên muốn đặt thấy Klaji không có biểu hiện cảm xúc gì nên Evan đã tụt cảm xúc. Anh nghĩ thôi cứ bỏ qua màn giới thiệu đi và kêu cô đi thẳng vào trong. Cô bé đã nói với Evan nếu anh chỉ cho cô việc cô cần làm thì cô chắc chắn sẽ có thể. Nhưng hoàng đế đã lắc đầu liên liệng, cho rằng đó là vấn đề của nhóc, chẳng lẽ anh lại phải dạy cô những phản ứng đơn giản như một câu oa hay sao? Klaji đã nhớ việc này rồi, cô nghĩ chắc là lần tới cô phải nói oa với ngài ấy thôi. Sau đó cánh cửa đã mở ra và hai người bước vào bên trong đó. Này nhưng chưa kịp bước vào bên trong thì Klaji đã cảm nhận được một sức mạnh kỳ diệu bên trong căn phòng này khiến cô đứng hình. Cô muốn dừng lại và không muốn tiếp tục vào đó nữa. Cô cảm thấy có gì điều gì đó không đúng lên ngập ngừng dừng chân. Cô không biết tại sao cô lại cảm thấy như thế, nhưng thật sự có gì đó không đúng ở đây thì phải. Clarye đoán tồn tại một loại pháp thuật sẽ khiến cô tuân theo đức vua hay sao? Nếu như cô cũng bị giam giữ trong lời thề pháp thuật như cha của mình, thì mẹ của cô phải biết làm sao? Cô rất lo lắng cho mẹ của mình. Clarye không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ của cô nữa khi chứng kiến cả chồng và con gái đều bị trói buộc bởi pháp thuật. Mặc dù hoàng đế Bệ Hạ đã ra hiệu kêu cô đi vào trong, nhưng Clarye cũng rất sợ hãi. Giờ thì cô không muốn vào trong một chút nào cả. Và hoàng đế Bệ Hạ thì vẫn đang đứng chờ cô đi vào căn phòng đó. Biết được sự lo lắng của Clary, Evan đã kêu cô bé đừng lo lắng, vì phản ứng của nhóc là hoàn toàn bình thường. Clary đã cúi đầu thật thấp và xin lỗi đức vua vì việc này. Sau đó ngài ấy đã bước vào trong phòng trước để lại cho Clary đứng ở ngoài. Cô bé vẫn ngập ngừng không dám bước tiếp, trong đầu chất chứa nhiều nỗi lo. Cô thật sự không muốn vào trong căn phòng này một chút nào cả, nhưng Clary không còn cách nào khác, chỉ còn cách nhìn theo đức vua từng bước một cuối cùng cô đã quyết định đi vào bên trong căn phòng và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cô nhận ra không có phù thủy năng sử dụng thần chú hay dấu ấn ma thuật mà không có thứ để truyền được ma thuật vào bên trong căn phòng này trống rỗng và cũ kỹ suy tư không biết căn phòng này là sao cô đã nghĩ ông ta đang cố sử dụng phép thuật lên cô câu chuyện thú vị vào lúc thời gian của anh kết thúc Evan chắc rằng nhóc sẽ tự mình bước vào giữa căn phòng này Clyde không nghĩ rằng cô sẽ thích thấy thích thú với câu chuyện của ông ta nhưng Evan vẫn bắt đầu câu chuyện vào ngày xưa đã có một phù thủy đầy quyền năng vì khả năng tuyệt vời mà cô ta có nên cô ta đã được chọn để chỉ huy tòa tháp ma thuật ở tuổi 18. evan chắc chắn nhóc đã nhận ra được hàm ý trong những gì anh vừa nói cô liền đáp lại ngài ấy đã tích lũy ma thuật vì ngài ấy đang già đi evan kêu đúng như vậy cô ta hoàn toàn là một thiên tài thầy của cô ta nhận ra rằng không còn gì để dạy cho người học trò tài giỏi của mình và đã tặng áo choàng phù thủy cho cô ta khi được một năm tuổi cô ta đã nhận một nhiệm vụ mà không ai muốn nhận cô ta bắt đầu chế tạo ra các lọ thuốc ma thuật và mọi người sớm đã hô hào nhau để cướp được nó Lúc này Clazie vẫn đứng yên tại chỗ và lắng nghe câu chuyện của đức vua. Evan kể tiếp, tuy nhiên cô phù thủy nhỏ này rất may mắn nhưng trừ một điều, đó chính là cô ta có một người cha đầy tham lam, nghe đến đây Clazie dường như nhận ra điều gì đó. Hoàng đế cho rằng đó là một người có năng khiếu trong việc chế tạo lọ thuốc ma thuật và có một người cha đầy tham vọng. Và ngài ấy biết một người giống như vậy, và bây giờ nếu họ có một đứa con gái tài năng như vậy, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ vây xung quanh tán dương khả năng của cô bé, nhưng người cha này có thể không thích đứa con gái của mình điều đó khiến hắn ta phát điên khi đứa trẻ đó lại trở thành chỉ huy của tòa tháp nên cuối cùng hắn ta đã mất kiểm soát nghe những lời của hoàng đế bệ hạ nói kleizi đã bước chân của mình vào căn phòng kia cô nhận ra lại tồn tại một cảm giác khó chịu này kleizi nhắm mắt lại nghĩ rằng cô không thể chỉ đứng đây và nghe ông ta nói được hoàng đế thì vẫn nói tiếp phù thủy ghét cha của cô ta kleizi tiếp tục rảo bước vào bên trong căn phòng một cách dứt khoát evan nói tiếp cô ta ghét cha của mình rất nhiều cô ta đã yêu cầu xóa tên của mình ra khỏi sơ đồ gia tộc cô ta muốn xóa bỏ hết tất cả các ràng buộc của mình với cha loài nghĩ rằng người này kiêu ngạo với một tính cách dễ nóng này và cô biết ai đó như vậy vậy nên evan đã kể tiếp người cha đã đồng ý để người con gái của mình rời khỏi gia đình đổi lại hắn ta yêu cầu con gái của mình truyền lại ma thuật cho hắn ta Clyde rất tò mò muốn biết ông ta muốn bao nhiêu ma thuật từ con gái, cô nhận ra lúc này cô không thể thở được. Nhưng Clyde vẫn cố chịu đựng và ngước nhìn về phía đức vua. Evan hỏi cô bé nghĩ sao với một người không bao giờ cạn ma thuật. Thì cô nghĩ lượng ma thuật mà cô ta phải truyền cho cha mình là bao nhiêu để thoát khỏi sự giám sát của hắn ta evan ngập ngừng trước khi nói sự thật cho clizi biết anh nói thẳng tên của cô gái đó chính là charlotte đã cho hắn ta một lượng ma thuật đủ để hắn ta giết được mẹ của mình nghe được câu chuyện này clizi đã vô cùng sững sờ đến nỗi không chớp nổi mắt và đương nhiên charlotte đã không biết cha của cô đang âm mưu một cuộc đảo chính bên cạnh đó anh nói charlotte có một mối quan hệ rất tốt đẹp với người gì quá cố và người cháu đã mất tích của mình và khi cô ta nghe về những gì mà cha mình đã làm cô ấy đã chạy tới cung điện và tố giác ông ta đó là một cuộc tranh cãi dữ dội cuối cùng lai đã biết sự thật mà cô chưa bao giờ được nghe mẹ kể cứ nghĩ đến chuyện đó, Charloti có thể đã trở thành một thiên tài, nhưng cô ta đã chuyển gần hết ma thuật của mình cho cha cô ta rồi. Nên Evan nghĩ rằng đó chính là nước đi thất bại của Charlotte Câu chuyện này làm cho Glazi không thể đứng vững được nữa, cô cố gắng dùng hai tay túm lấy váy của mình để giữ bình tĩnh. Evan kể tiếp câu chuyện cho Glazi nghe rằng mẹ cô đã bị tống giam 3 đến 4 năm sau đó, anh không biết là bao lâu vì khi đó Evan đang chạy trốn. Glazi liền muốn biết chuyện gì tiếp theo đã xảy ra với mẹ của mình. Evan cho biết Charloti là một người phụ nữ kiêu ngạo, cô ta chỉ kể cho một người về chuyện của mình trong thời gian cầm tù và Charlotte thậm chí không nói cho Axel, người đã cầu gối van xin hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Như một điều có thể dễ dàng nhận thấy, rằng Charlotte đã trở thành nô lệ cho ma thuật của chính mình, với lượng ma thuật vô tận đã tiếp tục rời khỏi cha cô. Hắn ta đã sử dụng những lợi ích từ ma thuật của Charlotte. Hắn ta dùng nó để trừng phạt những người chống lại hắn và hắn đã lấy được những gì mà hắn muốn. Càng nghe câu chuyện Clyde càng cảm thấy đau lòng đến nỗi suýt nữa gục ngã. Lúc này cô dường như không chịu nổi sự đau đớn nên đã quỳ xuống đất. Evan đã đưa cô dạy, anh cũng nghĩ rằng điều đó rất kinh khủng với một cô bé, nhưng vẫn muốn Lai phải cố gắng lên, về anh đã gần xong rồi. Clyde biết mình là một Atazion và cô cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng không hiểu tại sao Đức Vua lại trông rất ổn như vậy. Cô liền cố gắng dùng hết sức lực của mình và ngước nhìn về phía Đức Vua. Cơn đau đè nén này và những điều lo lắng, chỉ có Atazion mới có thể cảm nhận được nó. Còn Hoàng đế Bệ Hạ thì nghĩ rằng nhóc này nhận ra sự việc nhanh đấy. Nhưng anh không muốn nói tiếp cho Clyde biết mà muốn cô tự tìm hiểu về nó. Vì vậy Clyde đã đứng đó và ngước nhìn về phía trần nhà không chớp mắt, và cô đã nhìn thấy một thứ gì đó nhưng không biết đó là gì cả. Cô đoán rằng đó chính là một vòng tròn pháp thuật được tạo ra từ trước. Clyde đã sững sờ khi nhìn thấy nó, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cô nghĩ mình có thể nói theo bản năng rằng bất kể ý định của họ là gì, thì ma thuật sẽ khiến bất cứ Atazion nào phải quỳ xuống, khóc lóc hoặc thậm chí sủa như một con chó. Đây chính là ma thuật ràng buộc một Atazion với đức vua của họ. Clyde ngước nhìn về phía vòng tròn pháp thuật và không biết làm sao để thoát khỏi nó. Evan cho cô biết rằng chú của anh tin rằng hoàng đế nên có toàn quyền kiểm soát Atazion, nên ông ta đã không vui chút nào khi điện thờ astazion như chúa trời trong khi họ lại là đầy tớ của hoàng đế và dựa vào pháp thuật văn tự này anh có thể thấy tổ tiên trước kia của họ cũng đồng ý với chú mặc dù kleji rất buồn về việc này vì cô không muốn bị kiểm soát như cha của mình và evan suy đoán rằng charlotti từng là một phù thủy tài năng nên anh dám chắc cô ta có linh cảm rằng ma thuật văn tự có liên quan đến astazion chú của evan cũng có thể sử dụng pháp thuật nhưng so với charlotti thì ông ta chỉ là người mới học thôi vậy thì tại sao ông ta lại biết được điều mà charlotti vẫn không thể hiểu nổi chứ nên Evan nghĩ là ông ta đã tra tấn Charlotte cho đến khi cô ta nói ra sự thật. Nhưng Evan cười nói nghĩ rằng nó không quan trọng và muốn tiếp tục câu chuyện. Trong tất cả các Atazion, cha của Charlotte đã chọn công tước xuất xứ Celsius làm vật hy sinh vì cậu ta cứ làm ông ta phát cáo lên. Vì công tước không những lên tiếng về sự tàn bạo của hoàng đế mà còn nói đến việc hoàng đế có vẻ đang che giấu người cháu thất lạc của mình. Câu chuyện này thì Clyde cũng biết được một phần vì đã đọc được trước đó. Và khoảnh khắc Axel bước vào khu sảnh này, Charlotte đã kích hoạt pháp thuật văn tự và Axel thấy được cô ta là người đằng sau sử dụng nó. Clyde rất muốn biết kết quả của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, cha và mẹ mình sẽ ra sao. Evan lại kể tiếp, Axel đã lập tức yêu say đắm cô ta. Và anh thấy đây quả là một tình yêu độc hại không chỉ với Axel mà còn với rất nhiều người khác. Nhưng vấn đề ở đây là cái mà Charlotte làm lại giống với pháp thuật hắc ám, Atazion rất giỏi trong việc kháng lại những lời nguyền, chúng gần như có thể cự tuyệt từng lời nguyền một. Nên để đạt được một lời nguyền vào Atazion sẽ phải cần đến một lượng lớn pháp thuật. Và hôm đấy, Charlotte đã hoàn toàn mất đi phép thuật của mình, cô ta dùng hết toàn bộ năng lượng mà bản thân có để làm việc này. Vì câu chuyện quá cuốn hút giống như một cuốn tiểu thuyết nên Clazie vẫn hồi hộp để nghe từng diễn biến của nó. Hai người đứng giữa vòng tròn pháp thuật, Evan cho cô biết toàn bộ pháp thuật của Charloti đều chứa đựng hết trong pháp thuật văn tự này. Điều này làm cho cô bé tập trung hết sức dồn hai con mắt chỉ chú ý về pháp thuật hiện ra trước mắt mình. Cô nhớ trong phòng ngủ của mẹ cô có một bản sao méo mó của cuốn pháp thuật cơ bản, và bà ấy từng là phù thủy giỏi nhất đế quốc, và giờ đây bà ấy lại bị lấy hết tất cả pháp thuật rồi phải ngồi đọc lại từ đầu cuốn pháp thuật cơ bản này. Clazie nghĩ rằng bà ấy chắc đã phải ngã vào hố sâu của tuyệt vọng. Còn Evan chắc rằng cô bé biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo, Axel muốn cứu Charlotte. Cho dù cha của Charlotte không còn quan tâm đến đứa con gái không còn pháp thuật này nữa, nên Charlotte đã bị ép phải cưới với nạn nhân dính phải phẫu thuật của cô ta. Nhưng theo như Clyde biết thì mẹ mình chính là Taza của cha cơ mà. Đúng là như vậy, nhưng Evan cho biết lúc đấy mọi người đều nghĩ rằng Axel bị bùa mê của Charlotte kiểm soát. Và cuộc hôn nhân của họ là một thảm họa, anh cũng đã ở đó và cải trang thành một trong những tên lính của Axel. Cô dâu đã ném nhẫn cưới vào cha của mình rồi gào thét nói rằng ông ta nên tự đi mà cưới chú rể. Phải nghe câu chuyện hết sức đau lòng của cha và mẹ mình, cùng với sức mạnh của pháp thuật Claji không thể đứng vững được nữa đến nỗi gục ngã quỳ xuống đất. Mặc dù Evan cũng rất đau xót thay cho cô nhưng không thể giúp cô được. Lúc này hai người lính ở bên ngoài vì lo lắng nên đã xuất hiện, nhưng Bệ hạ cho rằng chưa phải lúc để giúp đỡ cô ấy, Evan muốn tự bản thân Claji vượt qua việc này. Sau đó chính anh đã cõng Claji trên lưng và đi ra khỏi căn phòng. Lúc này cô bé vẫn còn tỉnh táo, nước mắt của cô đã rơi nhưng vẫn cố hỏi Evan có phải pháp thuật của anh Bệ hạ đã từng dùng rồi có phải không? Evan đã dừng lại băn khoăn không biết điều gì đã làm nhóc nghĩ như vậy. Clyde cho rằng nếu ngài ấy muốn học về pháp thuật trong khi mẹ cô không để ý, thì chắc chắn Evan đã phải thử qua nó ít nhất một lần. Và cô nói tiếp rằng cha của cô không hề ngốc, mặc dù ngài ấy có một cô con gái là Atazion, nhưng cha cô tin tưởng vào tình bạn giữa hai người nên đã đưa họ tới đây. Hôm nay nhóc mới gặp đức vua lần đầu, nên anh không hiểu tại sao cô bé lại tin tưởng mình. Trong lúc không mở nổi mắt, Clyde vẫn cho Evan biết nếu thật sự bệ hạ đang nghĩ đến việc phản bội cha cô. Thay vì kể cho cô nghe câu chuyện này, Ngài đã có thể sẽ nạp pháp thuật vào văn tự đấy và dùng nó để trói buộc cô lại với ngài ấy. Lúc này trong đầu cô hiện ra hình ảnh một đôi bàn tay của ai đó. Người đó nói rằng cô ta không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy không thể làm được gì để chống lại mọi thứ cả. Thì ra đó là hình ảnh của mẹ cô lúc còn trẻ, bà ấy cũng biết bản thân không nên làm điều này, nhưng giờ không còn đường lui nữa. Đúng lúc này cánh cửa đã mở ra, và cha cô đã xuất hiện trước mặt mẹ của mình. Với một vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, ngài Axel đã hỏi mẹ cô tất cả những việc ở đây là có ý gì. Mẹ của cô đã rất hốt hoảng vì sự xuất hiện đường đột này cô đã thi triển pháp thuật trong tay của mình và muốn tạo ra một lời nguyền đối với Axel. Còn cha cô thì chỉ biết đứng bất động vì ngay lần gặp đầu tiên, ông ấy đã ngã vào lưới tình với mẹ cô rồi. Và sau khi Charlotte thi triển pháp thuật thì cả hai người họ đều bị bao vây bởi một vòng tròn pháp thuật do cô tạo ra. Mặc dù Charlotte rất đau lòng nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc này. Cô đã sử dụng pháp thuật và khóa chân của Axel lại. Cha của Clyde cũng đã rất ngạc nhiên khi ông ấy bị chính mẹ của mình sử dụng pháp thuật lên cơ thể. Cô đã nhìn thấy cảnh tượng đau đớn này thì không biết đây là sao lúc này cánh cửa đã đóng lại và cô được nhà vua đưa ra khỏi căn phòng đó và người đầu tiên cô gặp đó chính là cha của mình và cha cô đã giơ hai tay ra chào đón cô sau đó ông đặt cô ngồi lên đùi của mình hai cha con nhìn nhau âu yếm mới gặp lại cha clay đã hỏi về tình hình của mẹ và acl ổn chứ acel cho cô biết họ đã khóc tới kiệt sức và giờ thì đang ngủ rồi thì ra là vậy clay không biết tại sao cha thì mình vẫn ở đây chờ cô đáng ra ông ấy cũng nên ở cùng họ chứ cha cô đã thú nhận mình yêu charlotte và acl rất nhiều nhưng cũng chỉ là một phần thôi và ông khẳng định Clay cũng là người mà ông yêu quý mà và nói yêu cô rất nhiều. Sau đó ngài Axel dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô bé thể hiện sự yêu thương của mình. Hai cha con đã ôm chặt nhau, lần đầu Clay thể hiện cảm xúc của mình đối với cha. Và có một chuyện Axel vẫn muốn hỏi con gái của mình. Anh muốn biết Evan đã đưa con gái của mình đến đó hay sao, nơi mà Atazio nào cũng sợ. Nghe câu hỏi của cha khiến Clay đứng hình, cô không biết nên nói thế nào về câu chuyện mà cô đã được nghe về cha mẹ mình. Còn cha cô muốn biết có phải Evan đã kiếm lời nguyền lên người cô không? Claji đã không nói gì cả, chỉ nhắm mắt và ngả đầu vào tấm ngực vững chãi của cha mình. Anh đã nghĩ là mình chưa bao giờ nói với con gái về sức mạnh của mình, rằng anh có sức mạnh của sự chiếm hữu, có nghĩa là anh có thể lấy mọi thứ mà anh muốn chỉ trong không gian của mình, nơi mà anh sẽ chọn giữa điều khiển và loại bỏ. Biết được sự thật này, Claji đã vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô gặp cha, cô đã sử dụng sức mạnh của mình để đẩy cha ra xa. Và đúng như vậy, Claji nhận ra gió đã biến mất và không có tác dụng với cha của mình. Và một lần nữa, khi cha cô sử dụng sức mạnh để di chuyển những món ăn trên bàn, Clyde nhớ mùi vị của món trắng miệng đó, thứ đột nhiên biến mất rồi lại chờ xuất hiện lại. Cha cô đã cho cô biết, cái quan trọng của sức mạnh này khi anh mang được thứ đó tới không gian của mình thì nó sẽ thuộc về anh mãi mãi. Và cha cô sẽ đặt một dấu ấn lên trên đồ vật mà anh sở hữu. Sau đó ngài Axel liền thi triển sức mạnh trời ơi con gái trực tiếp mở mang tầm mắt. Cô bé đã nhận ra chiếc gối vừa nãy mà cha cầm đã biến mất rồi. Nhưng hình như không phải vậy, cô thấy trên tay cha mình xuất hiện một luồng khí gì đó giống như ngọn lửa. Và cái gối lại xuất hiện như như thể được bao bọc trong một ngọn lửa vậy. Cha cô vẫn tiếp tục cầm chiếc gối trên tay, nó giống như đang bị đốt cháy khiến khói đen nghi ngút. Và Glaji cảm thấy rất nóng, cô còn ngửi thấy mùi khét phát ra từ chiếc gối nữa, nhưng cô nhìn thì vẫn thấy nó bình thường như chưa có gì xảy ra vậy. Cha cô cho biết dấu ấn cho phép anh lần theo dấu vết của đồ vật hoặc phá hủy nó, khoảng cách bao nhiêu không quan trọng miễn là đồ vật này vẫn giữ nguyên hình dạng như lúc anh khắc dấu lên nó. Khi cô biến mất với Evan, cha nói anh đã rất hối hận khi không thể đặt dấu ấn của mình lên cơ thể một người sống. Và Glaji biết cha đã rất lo lắng cho mình. Sau đó ông còn ôm cô thật chặt vào lòng cho cô biết mình không muốn mắc phải lỗi đó lần thứ hai nữa. Ngài Axel còn hỏi lại con gái có chắc là cô không bị nguyền rủa không. Anh cho biết nếu như cô bé dính lời nguyền thì không thể nói với cha của mình chuyện đó và anh sẽ dùng mọi năng lực của bản thân để đảm bảo tên hoàng đế kia phải sẽ phải chết. Đến giờ thì Clazy đã biết tầm quan trọng của mình trong lòng của cha cô, nên cô đã dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay ông ấy. Cô khẳng định mình không bị nguyền rủa, họ bảo ấy thần chú và đó là sự thật. Được rồi, vì con gái đã nói như vậy nên ngài Axel sẽ tin cô bé anh lại hỏi tiếp ngoài thần chú ra thì tên hoàng đế đó có đụng gì tới cô không clyde đã suy nghĩ một hồi xem phải trả lời cha mình như thế nào cô cho cha biết thật ra cô nghĩ hoàng đế thực sự rất yêu quý tình bạn giữa hai người ngài Axel có lẽ đã nhận ra mình đã quá hơi lo lắng thừa thãi thì phải và clyde rất trân trọng tình cảm này của evan dành cho cha mình nhưng cô không kể cho cha nghe mình đã biết hết câu chuyện của cha mẹ đó là một câu chuyện cô không thường xuyên được nghe và cha mẹ cô cũng có một khoảng thời gian khó khăn khi nói về nó do đó cô đã nói với cha nhà vua là một người tốt vậy nên đừng quá khắc khe với ngài ấy nữa ngài Axel đã xin lỗi con gái của mình, nhưng anh nói anh không thể hứa với cô điều này. Và giờ thì Clyde muốn được đi thăm mẹ và em gái ngay lập tức. Sau đó hai cha con cùng nhau đến chỗ mẹ và em gái mình. Clyde đã ngồi bên cạnh chỗ giường mẹ cô đang nằm ngủ và ngắm nhìn mẹ của mình. Cô biết bà đã rất lo lắng cho mình và đã rất mệt nên Clyde không đánh thức mẹ. Sau đó Lai ngoảnh sang để kiểm tra xem em gái thế nào. Thật không ngờ cô bé lại dậy ngay giữa đêm khuya, có lẽ cô bé cũng đã rất lo cho chị của mình. Nhưng Axel đã đáp lại chị gái bằng một câu hỏi chỉ muốn em ngủ say hay sao. Thành thật mà nói thì đúng là vậy, nhưng Clarice nghĩ nó sẽ khiến cho em gái nổi giận mất. Lần cuối cùng cô nhìn thấy ACL khó chịu là khi nào nhỉ? Có lẽ là một lần vì quá giận dỗi mà con bé đã không nói chuyện với cô cả tuần. Có một sự thật là Clarice và ACL hoàn toàn trái ngược nhau như ngày và đêm vậy. Cô đã nói với mẹ của mình rằng cô biết sự thật là con người chưa bao giờ tin vào người khác, nhưng họ lại cũng chia sẻ một ngôn ngữ và sống trong cùng một nền văn hóa, họ có thể giao tiếp với những giống loài khác. Vậy nên cô muốn biết tại sao cô lại sinh đôi với một người mà mình không thể hiểu và thậm chí không thể giao tiếp và mẹ cô đã trả lời rằng nếu như vậy thì có lẽ em gái của cô cũng không hiểu cô nhưng em ấy đã làm hết sức để sống hòa thuận với cô nhưng ngày xưa klei cho rằng em gái mình không cần làm điều đó khi nghe được câu trả lời của chị gái mình acl đã rất tức giận mà đẩy ngã chị ấy và thế là cô bé không hề nói chuyện với klei trong một tuần cô bắt đầu lo lắng vào ngày thứ năm và khi cô cố gắng nói chuyện với em gái mình vào ngày thứ sáu đó chính là lần đầu tiên acl phớt lờ chị gái mình nó đã trở thành một cú sốc đối với klei và cô cũng thấy bất ngờ vì đã sốc như vậy sau một tuần chiến tranh lạnh với nhau, mọi thứ dường như không hề thay đổi. Và cuối cùng Clezy đã phải nói lời xin lỗi với ACL. Cô đã cúi đầu hứa rằng sẽ cố hết sức để thân thiết với em gái mình. Sau đó Clezy liếc nhìn xem phản ứng của em gái ra sao. Lúc này ACL vẫn ngập chưa trả lời cô sẽ tha thứ hay không. Và cả mẹ cô mặc dù đang làm việc cũng vẫn cố gắng để ý xem hai chị em cô thế nào. Và ACL cũng giống như những đứa trẻ rất hay quên, cô bé lại tươi cười với chị của mình. Và bây giờ trong khi ánh đèn ngủ mờ mờ vẫn đang chiếu sáng, một lần nữa Clyde lại đứng đó liếc nhìn thái độ của em gái mình lần nữa. Cô cảm nhận được ACL đang dùng ánh mắt rất khó chịu để nhìn mình. Những ngày sau đó, hoàng đế đã chính thức ân xá cho mẹ của họ. Và khi điều đó xảy ra với Charlotte, thì hai chị em họ đã được công nhận là quý tộc và được viết lên cây phả hệ. Một bữa tiệc để chúc mừng cho sự trở lại của bọn họ sẽ được diễn ra trong vòng một tháng tới. Cả Clyde và ACL đều đã bắt đầu nhận được những khóa học cấp tốc và chuẩn mực lễ nghi. Đều đã được điều chỉnh lại để phù hợp với một Atazion cửa tuổi như cô, thế nên chưa một lần nào cô và ACL được học cùng nhau. Vì nghĩ đến em gái nên Clazie đã mất tập trung khi học bài, khiến cho giáo viên phải nhắc nhở. Cô bé vội vàng xin lỗi cô giáo của mình, cũng may cô không để ý. Clazie liếc nhìn cô giáo và nghĩ rằng cô ấy là giáo viên duy nhất dạy cho cả hai chị em. Cô dạy cho bọn họ về những lễ nghi của hoàng gia. Cô ấy chính là nữ tước Dolores Zocat, một người vô cùng xinh đẹp. Clazie nghe ở đâu đó người ta nói cô ấy chính là bạn thân của mẹ mình. Bây giờ cô giáo muốn ghi chép lại những gì vừa Clazie học hôm nay. Clazie vừa chép lại, vừa nghĩ người quý tộc quyền lực nhất ở phương Tây chính là ngài công tước của gia tộc Cisena. Sana chính là gia tộc đầu tiên đã giúp đỡ ngài hoàng đế hiện tại trong lúc ngài ấy đang trên đường tháo chạy. Và để trả món nợ đó, hoàng đế đã kết hôn với con gái của ngài Công tước Sana khi ngày ấy vừa lên ngôi. Cô ấy cũng là một Atazion và sức mạnh của cô ấy chính là chân lý. Và sức mạnh chân lý này chỉ có thể sử dụng vào duy nhất một chuyện. Một Atazion chân lý có thể thấy trước được tương lai ba lần trong suốt quãng đời của họ. Lần đầu tiên là khi họ còn ở trong bụng mẹ, lần thứ hai là vào lúc cựu Atazion chân lý qua đời, và lần thứ ba cũng là lần cuối cùng là vào đêm trước khi cái chết tìm đến họ. Clyde nghĩ sức mạnh chân lý có thể khiến cho người ta trở nên điên rồ, tất nhiên là cô không thể viết ra điều đó rồi. Sau khi cô bé viết hết những gì đã được học RR, thì cô giáo đã kiểm tra lại một lần nữa. Dolores thấy nó thật là tuyệt vời, cô không ngờ một đứa trẻ như Clyde nặng có thể viết được nó. Cô giáo chắc là ngài công tước đã đưa cho Clyde con dấu của ngày ấy rồi và cô cũng xác nhận điều đó. Cha của cô đã đưa cho cô một chiếc nhẫn rất to, trên đó có hình mặt đá và ký hiệu của gia tộc Cecius. Ngài Axel cho rằng chiếc nhẫn này so với con mình bây giờ còn có hơi to quá. Chính vì vậy anh ấy đã cho nó vào một chiếc vòng cổ và tặng nó cho cô bé. Sau đó Axel ân cần đeo nó trực tiếp lên cổ cho Clyde đầy âu yếm. Anh cho cô biết bây giờ con đã trở thành người kế vị của công tước Cecius. Clyde biết từ lúc cô nhận chiếc vòng cổ này có nghĩa là trọng trách đã được giao cho cô. Cô giáo cho Clyde biết ngay tại khoảnh khắc mà cô được nhận chiếc nhẫn đó, thì số lượng người mà Clyde phải dè chừng đã được giảm xuống ít hơn 10 người. Clyde đã cầm nó trên tay, thật không ngờ nó lại có tác dụng lớn như vậy ngài công tước gần như là không thể chịu đựng được những nghi thức lễ nghi của xã hội và chỉ bộc lộ ra con người thật của mình với số ít người ở bên cạnh ngài ấy nhưng không một ai dám đứng lên đối chất ngài ấy về chuyện đó cả thay vào đó họ kính trọng ngài ấy hời hợt giống như là một người xa lạ chứ không phải một bậc đế vương atazion hay là một vị công tước và tất nhiên cô giáo cho rằng ecl sẽ phải lý trí hơn trong cách hành xử của mình nhưng với riêng bản thân clay thì cô nghĩ không cần phải tuân theo tất cả những điều luật đó sau đó cô cầm tách trà lên thưởng thức nó và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình Cô cười nói với Clazy, thực tế là có khi sẽ tốt hơn nếu em không hay rẻ chừng các quý tộc khác, cũng giống như cha em vậy. Nhưng Clazy đã cho cô giáo biết mình là một Atazion và là người kế vị của công tước xe Sirius này. Cũng giống như cô giáo đã từng nói rồi, cô sẽ dạy cho Clazy các nghi thức và quy tắc bất thành văn tồn tại trong tầng lớp thượng lưu để cô biết mình phải làm gì. Và cô giáo chỉ cần Clazy hành xử phải phép khi ở trong tầng lớp thượng lưu thôi để cho mọi người không trách cô là không dạy dỗ em đến nơi đến chốn. Clyde đoán rằng cô ấy muốn mình hiểu về các chuẩn mực lễ nghi, nhưng mà cô ấy cũng đang nhấn mạnh rằng Clyde không cần thiết lúc nào cũng phải tuân theo chúng. Không giống như ACL, con bé lúc nào cũng phải hành xử cho thật chuẩn mực. Sau đó Clyde lại cầm bút lên và viết tiếp. Dường như cô giáo cũng đoán ra sang cô bé đang lo cho em gái của mình. Vì bị cô giáo nhìn thấu tâm tư tình cảm nên Clyde không biết nói gì hơn. Cô nhớ về đêm hôm ấy, ánh mắt của E đã nhìn mình một cách khó chịu. ACL đã giải thích cho em gái mình cô và Evan chỉ là nói chuyện mà thôi nhưng ACL cho rằng chẳng phải chính chị đã dặn cô không được đi theo người là sao ACL muốn biết điều gì khiến chị nghĩ là mình sẽ không gặp nguy hiểm chứ ACL đã mắng chị mình bị ngốc hay sao CLIG cho em gái biết mình đã cân nhắc đến các lựa chọn hợp lý nhất trước khi cô đưa ra quyết định ACL đã rất tức giận cho rằng tại sao CLIG lại sẵn sàng đi theo hoàng đế như vậy chứ và cô đã xin lỗi em gái của mình hứa rằng lần sau cô sẽ không như vậy nữa đâu nhưng ACL vẫn tò mò không biết hai người đã nói gì với nhau trong suốt khoảng thời gian ấy vì Clyde đã bảo rằng hai người nói chuyện với nhau nên ACL tò mò muốn biết chuyện đó là gì và bắt chị kể cho mình nghe. Clyde nghĩ về câu chuyện mà Evan đã kể cho cô nghe về cha và mẹ của mình và nghĩ không thể nói cho em gái của mình nghe được nên cô đã xin lỗi ACL. Điều này làm cho ACL tức xì khói vì có gì mà hai chị em lại không thể chia sẻ chứ. Cô liền lập tức đuổi chị của mình đi ra đi và nói không muốn thấy mặt của Clyde nữa. Việc đó đã làm cho cô bé rất buồn và nó luôn đau đáu trong lòng cô cô giáo liền kể cho Clyde nghe, ACL đã nói với cô, hai đứa đã hứa là sẽ đi ăn soda kem cùng nhau. Clyde trầm buồn trả lời cô giáo đúng là như vậy, cô không biết bao giờ mới làm được như vậy. Đó chính là lúc trên xe ngựa lúc hai chị em đi đến cung điện đã hứa với nhau như vậy. Nhưng giờ thì Clyde nghĩ mình không có thời gian để làm được việc này. Từ bữa đó cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với ACL, thì cả ngày cô đều phải đâm đầu vào đống bài vở. Cô giáo cho biết kể từ bây giờ họ sẽ có hai ngày để học như thế, và cô giáo nghĩ hôm đó ACL không có tiết học, cô đã gợi ý giúp Clyde thời gian để hai chị em có thể gặp nhau. Cô giáo còn cười nói rằng tự nhiên cô muốn nghỉ ngơi quá và cô muốn hỏi xem Clyde có muốn như vậy không. Và một ngày đã trôi qua hết sức êm đềm như vậy. Clyde đã quyết định đi tìm cha mẹ của mình để nói chuyện. Mẹ cô vẫn đang ngồi viết trên bàn, còn cha cô thì đứng đằng sau vợ để quan sát rất tình cảm. Thấy con gái xuất hiện cả hai người đã cùng ngoảnh ra chào hỏi nhau. Clyde nhận ra sau khi bà ấy được tha thứ, mẹ cô đã luôn gửi những lá thư đến những người mà bà ấy đã cư xử không đúng trước kia. Coralieji đoán rằng chắc cũng vì việc đó nên mẹ cô trông có vẻ mệt mỏi. Mẹ cô muốn nói chuyện với Coralieji về việc hai chị em chưa nói chuyện trong ngày hôm nay. Cô đã khoe với mẹ định làm lành với em gái vào ngày kia vì được nghỉ một ngày. Coralieji không biết liệu mình và em gái có thể cùng nhau đến vòng lặp vào hôm đó không. Mẹ đã rất muốn nói có nhưng không dám khẳng định nên Charlotte đã hỏi ý kiến của chồng. Ngài Axel nói rằng con gái có thể đi nhưng phải mang theo Lucy và vài cận vệ đi cùng. Anh đã xin lỗi vì không thể đi cùng với hai con. Coralieji cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Cô nghĩ họ có thể đi cùng nhau và lần tới cũng được. Charlotte nghĩ có lẽ hôm nay Clyde đã trải qua một ngày dài mệt mỏi nên muốn con gái đi nghỉ ngơi luôn. Cô nghĩ con gái đã làm rất tốt rồi. Sau đó cô trao cho con gái một cái ôm thật tình cảm như muốn động viên Clyde hãy cố lên. Cô bé ôm chặt mẹ vào lòng và nói với mẹ của mình bà cũng đã làm rất tốt rồi. Sau đó Clyde đã trở ra hành lang và về phòng của mình. Nhưng cô không hề đi một mình mà được cha cô kể trên tay như một đứa trẻ còn nhỏ. Lúc này cô vẫn suy nghĩ tại sao mẹ mình đã gửi đi rất nhiều thư xin lỗi mà không có một ai đến xin lỗi mẹ chứ cô biết được mẹ mình có một list các danh sách những người mà đã phạm sai lầm rồi bà ấy trong đó có giáo hoàng và hồng y giáo chủ còn có gì của mẹ là bà công tước sisana mẹ của cô đã rất muốn xem họ có tự nguyện đến xin lỗi bà hay không nhưng cô biết mẹ cô không muốn họ đến bởi vì bị bắt ép mà là thật lòng muốn xin lỗi nhưng cô không hiểu tại sao lại không có ai đến hôm nay cô đã nghiên cứu về dòng tộc sisana cô chắc rằng họ đã biết về việc mẹ của cô đã được tha thứ lúc này ngày axel đã xin lỗi con gái của mình vì anh nghĩ nên chăm sóc con gái tốt hơn vì clyde vẫn còn nhỏ nhưng cô bé nói mình vẫn rất ổn, chỉ là vẫn rất lo lắng cho em gái của mình. Axel nghĩ con bé đang rất khó khăn vì không có chị bên cạnh. Nhưng Klaizi nghĩ đó không phải lý do vì Axel luôn tránh ngay cô, chứ không phải điều ngược lại. Khi Axel biết vậy, ngài liền đề xuất muốn đưa Klaizi đến gặp em gái vì giờ này con bé không thể tránh mặt chị mình được. Klaizi đã thấy cha mình cười với mình và cô nghĩ đó là một ý kiến rất hay cha muốn giúp cô làm lành với em mình. Mặc dù cha cô nghĩ nó sẽ ổn nhưng Klaizi lại có dự cảm hai chị em sẽ lại cãi nhau tiếp nếu đến nó. Clyde liền đưa ra một ý kiến khác, cô muốn cha của mình giúp cô nói với ACL có muốn uống soda kem với cô vào ngày kia được không. Và tất nhiên cha cô đã đồng ý giúp cho cô làm việc này một cách dễ dàng. Cuối cùng Clyde đã trở về phòng và trải qua một đêm thật là ngon giấc. Chưa gì mà mới đó đã là buổi sáng sớm, tiếng chim đang hót líu lo ngoài cửa sổ. Và Clyde đã mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn kiểm tra xem trời đã sáng chưa. Sau khi biết trời đã sáng, mãi lại liền ngồi bật dậy và sửa soạn lại quần áo. Bỗng cô nhìn thấy có một tấm thiệp xanh đặt trên bàn của mình cô liền tiến tới và mở nó ra xem thử là cái gì. Đó là bức thư của cha cô để lại, ông nói em gái cô rất vui khi được uống soda kem với cô, nhưng ngài Axel năm xem lại sắp xếp cho hai chị em gặp nhau vào ngày mai, chứ không cần chờ lâu như vậy. Nhờ cha mà hôm nay Clyde không phải đi học, cô bước lên xe ngựa cùng với với em gái mình. Vì hai chị em vẫn chưa làm hòa nên Clyde chị ngồi im lặng nhìn em gái. Và Axel cũng vậy, cô trầm ngâm chứ không vui tươi như ngày xưa. Lu T ngồi cùng xe với hai chị em họ cũng phải ngồi nghiêm túc im lặng không dám nói gì. Không khí trên xe thật là im lặng đến mức khó tả, khiến cho những người ngồi trên xe không thấy thoải mái. Để phá vỡ bầu không khí im lặng này, Lu Yt muốn làm một điều gì đó. Anh liền quay sang nói với ACL, "Có phải tiểu thư muốn xin lỗi chị gái của mình không?" Mặc dù đó là mong muốn của ACL, nhưng cô khác hẳn ngày thường chưa thể nói được gì. Vì thế Clarice đã đánh tiếng trước, cô cho rằng em gái mình chẳng có lỗi gì cả nên không phải xin. Thì ra ACL lo rằng vì buổi đi chơi hôm nay sẽ làm lịch trình của chị gái dày đặc gây khó khăn cho chị hơn. ECL biết ngay cả khi cô muốn chị mình làm điều gì kỳ lạ thì chị cô cũng sẽ dừng tất cả lại và làm cùng với cô. Clyde thật không nghĩ là em gái lại hiểu được được những điều đó. Còn cô không rằng yêu cầu của em gái là kỳ lạ và cô cũng không bỏ tất cả để làm việc đó, nhưng đã hứa là cô sẽ làm. Nhờ có Lu IT mà hai chị em Clyde giải tỏa được phần nào bận tâm trong lòng. Nhưng lần này người làm hòa trước không phải ECL, mà là Clyde đã đưa tay ra trước đề nghị làm hòa với em gái mình. Cuối cùng không khí lại nở hoa như mùa xuân vậy, ECL nhảy trồm lên ôm lấy chị gái của mình hai chị em ôm nhau vô cùng sung sướng, nụ cười được pha với nước mắt của niềm hạnh phúc. Còn Claydi vẫn như thường ngày, cô vẫn trầm lặng và nhẹ nhàng ôm lấy em gái trong vòng tay. Lu It cũng rất vui vì cuối cùng hai chị em cũng đã làm hòa, anh còn không quên dặn dò hai cô bé cẩn thận đừng để bị ngã. Và bây giờ xe ngựa đã đi đến một khu phố sầm uất của thành Zezim. Claydi cùng với Ecl đã bước xuống ngựa và cùng nhau đi ra ngoài. Ecl rất hào hứng chỉ cho chị cái mình về một nơi đẹp phía trước mặt. Còn Claydi vẫn chưa quen được không khí ở nơi đây, nên cô bé đứng một chỗ và ngắm nhìn từ xa. Cô biết nơi này chính là vòng lặp. Một người tên Nathan con ta đã nói với cô về nơi này. Cậu ta là con trai của một thương gia giàu có. Trước khi gặp cha, cậu ta từng là người giàu nhất mà Claydi từng gặp. Mặc dù họ không quá thân nhau, nhưng cậu ta đã hét vào mặt Claydi rằng cô là con cháu của ác quỷ. Nghĩ đến chuyện đó khiến cho Claydi đứng thất thần một lúc không muốn bước tiếp. Luite đã nói với cô có một phòng ở tầng trên được đặt cho quý tộc và muốn họ lên đó. Claydi vẫn giữ vẻ mặt trầm tính như mọi khi, không có gì tỏ ra phô trương cô nhìn thấy em gái vui vẻ như vậy cô cũng rất vui vì cuối cùng cũng đã làm lành được với acl và klei hy vọng ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai chị em cô nữa và sau đó ba người đã đi lên phòng vip của nhà hàng kia lần này họ đã gọi rất nhiều bánh kem các thể loại ra để thưởng thức trong niềm vui sướng và acl luôn là người tỏ ra phấn khích trước những đồ ăn ngon như vậy ba người cùng nhau ăn bánh kem một cách ngon lành luit đã rất vui vì việc này còn klei cũng ngồi đó quan sát em gái ăn trông thật ngon miệng acl đã thử từng loại bánh kem một và thấy loại nào cũng thật là ngon Clayji đã thi triển sức mạnh tạo ra cơn gió khiến chiếc ống hút trong cốc trà của T bay lơ lửng giữa không trung trước sự chứng kiến của anh khiến anh ấy tròn xoe mắt ngắm nhìn cô thể hiện cô đã muốn hỏi T có phải sức mạnh của cha cô ấn tượng hơn của cô rất nhiều đúng không nhưng anh ấy đã cười đáp nghĩ rằng tiểu thư sẽ biết sức mạnh của cha mình là gì chứ khiến cô ngại ngùng acl liền hớn hở khoe rằng cô cũng biết nữa khiến Clayji giật mình đánh rơi chiếc ống hút xuống tay vì không tin vào sự thật acl đã khoe cha cho cô một cái vòng cổ cha còn nói chừng nào cô còn đeo nó thì họ sẽ mãi mãi bên nhau Clyde nghĩ rằng chắc cha của cô đã để lại dấu ấn ở bên trong chiếc nhẫn rồi. Cô đã dặn em gái của mình đừng cố thử làm mất nó để kiểm nghiệm sức mạnh của cha có hiệu nghiệm hay không nhé, nhưng ACL đã đáp lại cô không ngốc như chị nghĩ đâu. ACL nghĩ rằng chị gái mình cần nó hơn cô vì chị ấy dễ sao nhãng và biến mất giữa đám đông và sau đó chị lại tự nhiên xuất hiện rồi bảo bản thân chẳng hề đi đâu xa. Và cô bé còn kể tội chị của mình đi theo người lạ rồi trở về với những bí mật chẳng nói cho ai cả. Cuối cùng Clyde đã thừa nhận và xin lỗi em gái, cô còn đề xuất muốn hai chị em đi chơi thêm lần nữa trước khi hết tháng. Nghe đến đi chơi là ACL quên hết mọi chuyện, chỉ còn thấy nụ cười nở trên môi. Louis đoán rằng tử thư Clazy có vẻ rất yêu quý em gái của mình, mặc dù cô bé không giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ về em gái. Louis nói rằng anh đã phục vụ cho điện hạ từ khi ngày ấy cỡ tuổi của hai cô gái, nên Louis muốn kể cho hai cô bé nghe về chuyện của ngài ấy sẽ quay lại như thế nào. Ngay cả mắt của Louis cũng có thể dễ dàng thấy được ông ấy không hề hứng thú với bất cứ thứ gì xung quanh và cũng không làm bạn với ai, kể cả đến gần cũng không. Và anh cho rằng đó chính là sự khác biệt giữa ngài ấy với Clazy. Cô bé đã viện cớ rằng mình không hề biết mình là một Atazion và Ael thì luôn ở bên cạnh của cô. Nghe thấy vậy Ael đã rất vui vẻ và muốn cho chị gái thử một chiếc bánh thật ngon. Những điều mà Louis nói làm cho Clazie nhớ lại những chuyện đã qua. Cô nhớ tại sao cô lại tò mò về sức mạnh của bản thân và cũng chính thời khắc đó cô nhận ra mình thực sự quan tâm tới Ael. Nó làm cho Clazie nhớ tại sao cô là một người tự học Atazion và cô cảm thấy cần phải nói chuyện với người khác và Clazie nghĩ mình còn quá nhỏ khi nhận ra sự thật đó. Trong khi mẹ của cô đang phải ổn định cuộc sống và điều chế thêm nhiều loại thuốc ma thuật thì những bảo mẫu và hàng xóm mà họ quen biết đều chỉ điểm vào cô và nói cô gây ra cho họ một cảm giác ớn lạnh. Cũng chính vì vậy mà mẹ của cô đã rất tức giận đến nỗi đuổi nhũ mẫu đi khỏi nhà. Clyde đã hỏi mẹ của mình cơ sở vật chất của ngôi đình đền này được xây dựng như thế nào. Và mẹ cô đã đóng sầm cửa lại trả lời rằng cho đến khi bà còn sống thì cô không được đi đâu cả. Rồi Charlotte quay lại nhìn con gái của mình và muốn nói điều gì đó. Cuối cùng cô đã quyết định nói với con gái, lần sau con có thể với như không nghe thấy gì có được không. Vì cô ấy cho rằng điều đó rất xấu hổ khi con gái của mình phải chứng kiến cảnh mẹ hét lớn như vậy điều đó làm cho klezi cảm thấy không hề vui một chút nào vì vậy cả gia đình họ đã quyết định chuyển đi nơi khác mỗi khi mẹ của cô đuổi việc một bảo mẫu thì họ lại dọn dẹp hành lý và chuyển đến thị trấn khác chỉ trong một tuần đó là một ngôi làng khá yên tĩnh với rất nhiều trẻ em cỡ tuổi của hai chị em và acl thì rất dễ dàng để kết bạn mới và hòa nhập cùng mọi người và như mọi khi klezi vẫn cô đơn một mình vì không thể nào làm quen với những đứa trẻ ở đây trong làng có một ngôi nhà vô cùng to lớn gia đình sở hữu nó chỉ sống ở đó vài tháng trong một năm họ có một đứa con trai bằng tuổi hai chị em và luôn sẵn sàng mở cửa đón những đứa trẻ trong làng và tất nhiên là acl và kleizi cũng được mời đến nó em gái của cô đã cầm thiệp mời trên tay và nghĩ rằng cô sẽ kết bạn mới trái lại với em gái mình kleizi thì cầm và nghĩ có lẽ cô sẽ xem qua thư viện nhà họ một tháng đầu tiên trôi qua êm đềm em gái của cô đã rất vui vẻ khi sống ở đây acl thường hay ra chơi với lũ trẻ trong làng còn kleizi thì thường lủi thủi một mình thấy chị gái như vậy kleizi cũng đã cố gắng rủ chị của mình chơi cùng bọn họ nhưng klezi lấy lý do cô phải đọc sách rồi nên không tham gia vì vậy những đứa trẻ trong làng đã rủ acl đi cùng họ cô cũng đã rất buồn khi thấy chị mình như vậy sau đó thì klezi đã trở về thư viện và nghiên cứu sách một mình còn acl thì đã lựa chọn cùng tham gia chơi đùa với lũ trẻ rất vui vẻ sau một tháng êm ả à đó trôi qua và một ngày nọ có sự xuất hiện của một cậu bé khác và người quản gia của ngôi nhà cho biết đó chính là cậu chủ ở đây acl cũng muốn biết cậu ta là ai nên quay ra nhìn với ánh mắt vô tư còn klezi cũng liếc nhìn ra xem cậu ta như thế nào Nathan đã khiến thế giới yên lặng của Clyde dậy sóng, giống như cánh hoa hồng bị vứt khỏi lọ hoa. Và giờ trong khi đang ngồi tại quán bánh kem, Clyde lại nhớ đến cái tên Nathan. Đúng lúc này Louis quay sang hỏi cô muốn đi đâu tiếp theo. ACL liền hào hứng giơ cả hai tay nói rằng muốn tới hiệu sách vì cô đã chọn rồi nên giờ họ nên đến nơi mà Clyde thích. Clyde cũng không thể ngờ được đứa em gái của mình lại hiểu chuyện như vậy. Và cô quay sang nhìn Louis như muốn nói lời đồng ý với ý kiến của em gái. Và anh ấy cũng đã rất tinh ý hiểu được mặc dù Clyde chưa nói ra anh dặn dò hai tiểu thư cứ chờ ở đây một chút và anh sẽ đi lấy xe ngựa đến sau đó hai chị em họ nghe theo lời của louis ngồi im một chỗ để chờ đợi có vẻ như về ăn quá nhiều đồ ngọt nên ecl cảm thấy đầy bụng cô đã rủ chị gái mình cùng vào nhà vệ sinh với cô có được không sau đó hai người cùng đi vào nhà vệ sinh với nhau ecl đã cảm ơn chị gái vì đã đi cùng mình nhưng cờ thấy không có gì cả trong lúc hai chị em đang vui vẻ cười đùa với nhau để chờ đợi louis thì một người không mong đợi đã xuất hiện cậu ta đánh tiếng gọi hai đứa kia khiến cho ecl giật mình ngoảnh lại Cậu ta còn mất lịch sự hỏi chị em họ rằng bọn mày đang làm gì ở đây vậy. Dường như Nathan đã nhận ra sự thay đổi màu tóc của Glazi nên có vẻ ngạc nhiên. Nếu nhìn sâu vào tâm trí của Glazi, cái tên đó ẩn sâu bên trong và bị xa lầy trong tiềm thức của cô. Cô đã gặp cậu ta khi sống tại một ngôi làng nhỏ trước kia. Vì là con nhà quý tộc nên Nathan rất khinh thường những đứa trẻ trong làng. Cậu ta chỉ cho phép những đứa trẻ được cho là xứng đáng gọi cậu ta bằng tên. Đó được coi là vinh dự khi là bạn của cậu chủ nhỏ trong gia đình quý tộc, sự tồn tại của cậu ta là bằng chứng cho thấy cậu ta có địa vị cao hơn bọn họ nhìn thấy cậu ta cười nhạo hai chị em acl có vẻ sợ sệt một tháng bình yên ấy chỉ có thể là do acl cố gắng kéo cô tránh xa nathan kleizi chắc rằng em ấy đã nhận ra cô rất khác biệt so với mọi người xung quanh nhưng bất chấp mọi sự nỗ lực của acl nathan lại cố tình tìm đến kleizi và cô không thể tránh cậu ta mãi được dù sao thì đấy cũng là địa bàn của cậu ta mà khi thấy nathan đến tìm mình kleizi đã gặp cuốn sách lại và hỏi cậu ta là ai nhưng nathan lại cho rằng kleizi không biết nó là ai hay sao làm sao mà cô biết được vì có ai nói cho cô biết đâu cậu ta đã dõng dạc tuyên bố cho Clyde rằng đó chính là Nathan. Clyde chỉ sử dụng phép lịch sự tối thiểu để chào hỏi Nathan, nhưng nó lại cố tình gây sự với cô. Clyde cho rằng đây là nhà của cậu ta, nên muốn hỏi cô có phải cảm ơn vì đã mời mình đến không. Và Nathan đã vô cùng tức giận khi nghe thấy câu trả lời đó của Clyde. ACL liền chạy tới giải thích cho cậu ta hiểu, chị của mình rất nhút nhát và không giỏi nói chuyện với người lạ. Nhưng cậu ta nhất quyết không nghe và đùng đùng bước tới bên cạnh Clyde. Cậu ta còn cố ý nắm lấy tay của cô, cho rằng nếu không giỏi nói chuyện với người lạ thì đến lúc họ phải làm quen với nhau rồi nhưng Clyde lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cậu ta và đáp lại một tiếng không thích, khiến cho Nathan vô cùng bàng hoàng vì lại có người dám từ chối một quý tộc như cậu ta. Sau đó Clyde còn hất tay của mình văng ra khỏi tay của Nathan ngay lập tức, và rất nhiều đứa trẻ ở đây đã chứng kiến cảnh này làm cho cậu ta mất mặt vô cùng. Những đứa trẻ ở đây đã vô cùng hốt hoảng khi Clyde nói rằng cô không muốn tìm hiểu hơn về Nathan. Nó làm cho cậu ta tức đến nỗi nổi gân mắt lên như muốn lòi con người ra. Sau đó Clyde đã rời khỏi nhà của Nathan một mình mà không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa thấy vậy acl vội vàng đuổi theo chị gái của mình ra bên ngoài cô không thể bỏ mặc chị đi một mình như vậy nên kêu chị ấy hãy đợi cô với mặc dù biết bọn trẻ trong làng đều đứng về phía nathan nhưng acl đã chọn ở với chị sinh đôi chống đối lại xã hội của mình và hai chị em đã nắm tay nhau ra về kleji vẫn rất muốn biết tại sao em gái lại theo cô vì tất cả bạn bè của cô đang ở đó mà acl liền cho biết mặc dù cô thích họ nhưng cô yêu chị của mình nhiều hơn vì họ là chị em sinh đôi mà và cứ thế hai chị em họ không bao giờ được mời đến biệt thự của nathan nữa nhưng đã quá muộn vì đối với lũ trẻ trong làng thì sự cai trị của Nathan như vua. Cậu ta bắt đầu đưa bạn cũ của ACL đi không cho chơi với hai chị em họ nữa. Sau đó Nathan còn tung những tin đồn không hay về Clay, nói rằng cô là hậu duệ của địa ngục. Con nhỏ đó sẽ bị bốc cháy khi đối mặt với ánh sáng mặt trời. Và ở ngôi làng mà họ đang ở, những tin đồn ngày càng lớn dần lên, cho tới khi nó lan rộng ra toàn bộ ngôi làng, khiến cho mẹ cô cũng biết được việc này. Trong khi bà đi chợ mua đồ, thì những người xung quanh lại bàn tán về Clay là phù thủy đã dùng pháp thuật hắc ám để tạo ra độc dược. Nghe được những lời này, Charlotte vô cùng buồn bã nhưng không thể phản kháng nổi đám đông. Những đứa con của Charlotte bỗng nhiên trở thành hậu duệ của ác quỷ và con gái của phù thủy. Còn cô thì trở thành con khốn bẩn thỉu trong mắt tất cả mọi người. Ngày hôm nay gặp lại Nathan ở nơi này, Clyde rất muốn biết tại sao cậu ta lại làm vậy với gia đình mình. Nhưng cậu ta chả có vẻ gì ăn năn hối lỗi, còn khoanh tay cho rằng cô vẫn không hiểu gì cả. Clyde đã xin lỗi cậu ta và nhận tất cả lỗi lầm đều là của mình. Nhưng Nathan lại rất quá đáng, cho rằng nếu xin lỗi thì sao cô không khóc. Cậu ta còn muốn Clazie cho mình thấy cô là con người và không phải là hậu duệ của ác quỷ đi. Cuối cùng thì Clazie đã hiểu ra vấn đề, cậu ta đã biết cô không thể rơi nước mắt, nên Nathan đã chỉ tay thẳng vào mặt của cô và nói rằng cô là ác quỷ. Cậu ta còn cười nhạo cô là con gái của phù thủy. Còn chưa dừng lại ở đó, Nathan tiếp tục chửi Clazie là đồ cặn bã. Nó làm cho tâm trạng của cô hết sức u tối, giống như bầu trời vào một ngày giông bão. Và họ đã trốn khỏi làng vào nửa đêm hôm ấy, mẹ cô đã dắt theo hai chị em đi trong mưa. Đó là khi cô bắt đầu tự hỏi tại sao cô lại như thế này và cha cô là ai. Và Clyde bắt đầu tự hỏi về sức mạnh của bản thân mình. Cô thật sự khao khát muốn biết rằng mình là ai và tại sao cô lại sinh ra đã thật sự khác biệt với mọi người thế này. Và cho đến một ngày Claji gặp được cha của mình thì cô mới biết được sự thật. Và giờ khi gặp lại Nathan tại quán kem, đó là một việc ngoài ý muốn. Cậu ta vẫn vô cùng ngông cuồng, hỏi rằng có chuyện gì với cô mà không nói gì hết. Thấy chị mình như vậy, ACL cũng rất lo lắng cho cô. Trong những phút giây này Claji đã nhớ đến cha của mình. Cô không biết tình huống này thì cha cô sẽ làm như thế nào thấy hai chị em đứng bất động, Nathan đã bước đến gần cho rằng cô vẫn chưa hiểu vấn đề. Clyde đã hỏi cậu ta rằng cậu viết cô à, khiến Nathan khựng lại giật mình. Sau đó Clyde đã chủ động bước về phía của Nathan. Cô bỏ mũ ra để khoe chọn mái tóc màu bạch kim của mình cho cậu ta biết mình chính là con gái đầu lòng của công tước xứ Celsius. Và cô là người kế thừa Atazion của sự phán xét và là người cai trị phương Đông. Và giờ Clyde muốn hỏi lại Nathan một lần nữa, cậu ta còn đang đứng bất động không nói thành lời. Mặt cô bé lúc này vô cùng nghiêm túc, hỏi lại người cũng xứng để biết cô là ai hay sao nhưng nathan lại cho rằng cô bị điên rồi hay sao và không tin đây là sự thật cậu ta đã định chạy trốn khỏi đây nhưng đã có rất nhiều người đang vây quanh kín lấy họ những người khác bắt đầu cúi chào atazion của sự phán xét và họ còn cho rằng nhờ phước lành của kleizi nên họ mới được gặp cô để thể hiện cho sức mạnh của mình cô liền giơ tay ra và thi triển sức mạnh của gió cho họ xem sức mạnh của cô làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải sợ hãi và tất nhiên nathan cũng vậy cậu ta hoảng hốt dùng cả hai tay ra để che lấy mặt của mình nhưng kleizi vẫn chưa hề dừng lại cô tiếp tục thi triển sức mạnh cho mọi người thấy Sức mạnh này lớn đến mức làm cho sàn nhà vỡ vụn. Cô nói rằng sẽ hỏi lại Nathan một lần cuối, rằng cậu ta biết cô là ai hay sao. Nathan lúc này đã sợ hãi đến mức ngã xuống dưới đất, và rất nhiều người bây giờ đang vây quanh lấy cậu ta, làm Nathan vô cùng xấu hổ. Cuối cùng cậu ta đã phải thú nhận rằng mình không biết và chắc là đã nhầm cô với một ai đó. Và cuối cùng cậu ta đã phải nói lời xin lỗi với Clarice. Sau đó cô đã dắt tay em gái của mình rời khỏi đó mà không nhìn cậu ta thêm lần nào nữa. Clarice nghĩ rằng cô đã xử lý việc này hết sức cứng rắn cô đã nắm tay em gái của mình rất chặt vì trong lòng cô có thể có chút yếu đuối và ecl cũng nhận ra được điều này rằng chị mình không hề lạnh lùng như vẻ bên ngoài cô bé đã quan tâm muốn tiến tới hỏi han xem chị mình thế nào ý nghĩ về cảnh tượng khi nãy những đống đổ nát những người xung quanh và cả nathan nữa mặc dù đã rời khỏi đó nhưng clyde biết tim cô vẫn chưa ngừng đập loạn sau đó họ đã rời khỏi quán cà phê kia ngay lập tức người hầu đã ngồi lên xe ngựa và chở hai chị em họ rời đi khỏi đó ngồi trên xe clyde cho rằng quán cà phê đó rất đông người và cô đã phá hỏng sàn nhà của họ nhưng Louis kêu cô đừng lo lắng về chuyện đó. Clazie bồn chồn ủ rũ muốn kể cho Louis mọi chuyện về Nathan, và cả ACL ngồi bên cũng đã xúc động đến phát khóc. Louis đã nói với cô rằng Clazie không cần giải thích đâu, vì mọi chuyện sẽ ổn thôi, và anh tin rằng cha của hai người cũng sẽ nói như mình vậy. Clazie cũng biết điều đó. Cô biết Louis sẽ phải báo cáo cho cha biết, nhưng cô muốn xin anh đừng để cho mẹ cô biết chuyện này. Và Louis đã hứa sẽ làm theo những lời mà tiểu thư muốn. ACL liền dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay của chị mình để an ủi cô bé cho rằng chị của mình đã làm rất tốt và chị thật sự đã làm rất tốt rồi mặc dù là như vậy nhưng clyg vẫn đang rất lo lắng cô đã tự hỏi bản thân mình cha của cô sẽ làm gì khi biết việc này sau những lần được cha tận tình chăm sóc lúc chơi ngoài sân hay lúc đọc sách cô biết rằng cha của mình rất là tự tin cô băn khoăn không biết có thể trở thành một atazion giống như cha của mình không clyg đã tưởng rằng ataion trong người của cô đã biến mất vào cái đêm mà ba mẹ con họ chạy trốn khỏi ngôi làng nhưng thật sự là không phải như vậy hai chị em của cô vẫn đang ngồi trên xe ngựa và ngắm nhìn nhau acl đã vô cùng hốt hoảng khi thấy chị gái của mình rơi nước mắt và đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy kleizi như vậy acl đã kêu chị đừng khóc nữa và trên chuyến xe ngựa tiếp tục đi đến một điểm mới kleizi bây giờ cũng nhận ra rằng mình đang khóc giống bao cô bé khác và acl đã dùng cả hai tay của mình để lau nước mắt cho chị gái mình cô ngắm nhìn chị gái mình trong bộ dạng mới thật lâu vì đây là lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ kleizi rơi nước mắt nên cô không biết đó có phải là sự hài lòng không hay chỉ là sự thất vọng mà thôi hoặc là nỗi buồn đã kìm nén 9 năm qua giờ đã tràn ra lan dài trên má. Sau sự việc của ngày hôm đấy, rất nhiều các bài báo về một Atazion 9 tuổi đã xuất hiện. Họ viết rằng, cô hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình và không hề gây tổn hại về thể xác cho những người bên cạnh. Mạnh đến nỗi khiến cho sàn nhà bị nghiền nát giống như thể có một người khổng lồ đã dùng nắm đấm của mình để nện vào nó. Ngài công tước xứ Cecius đã gửi một khoản tiền đáng kể để bồi thường thiệt hại cho việc này. Và giờ Clazie đang bước đi bộ ngoài vườn. Cô muốn ra đó và ngắm nhìn những bông hoa trong vườn nhà của họ. Clyde vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì mà cô đã đọc được trong những bài báo sáng nay. Không một ai trong số họ đổ lỗi cho cô vì những hành động của mình cả, thậm chí họ còn chẳng giải thích lý do tại sao chuyện này lại xảy ra. Tất cả mọi người đều đang cố tình giữ im lặng. Ngay cả khoảnh khắc cô đe dọa Nathan thì cô đã biết rằng cô có khả năng sử dụng sức mạnh để tàn phá bất cứ ai cản đường cô. Clyde nghĩ cô cần phải có ý thức hơn về những hành động của mình mới được. Và cứ thế cô tiếp tục đi đến những nơi khác của khu vườn nơi cô đang sinh sống. Clyde đã tiến đến một lùm cây và lúc vào bên trong đó, muốn ngó ra để nhìn một số thứ cô phát hiện cha mẹ của mình và ACL đang cùng nhau trải khăn ngồi giữa khu vườn. Clyde vui vẻ chạy đến gọi mẹ và cha của mình ngay lập tức. Nhìn thấy con gái, cha mẹ cô giống như mùa xuân trở về cười thật tươi và chào đón cô. Ngài Axel còn chạy đến bên cô thật nhanh để cô không phải đi xa. Clyde nghĩ cô chỉ vừa mới gặp cha cách đây không lâu, nhưng như cứ như thể là đã quen thân với ngày ấy từ kiếp nào rồi. Thấy cha mình giơ tay ra chào đón, Clyde liền dùng bàn tay nhỏ bé của mình để nắm từng ngón tay của ông cô rất muốn biết tại sao cha lại gọi cô ra vườn vậy ngài axel liền cho con gái biết vì ông có thứ muốn cho cô thấy hôm qua ngài ấy đã định cho cô xem rồi nhưng họ lại không có thời gian Clyde nghĩ về bài báo nói về cha cô đã gửi một khoản tiền đáng kể để bồi thường thiệt hại. Mẹ cô thì cười đùa cho rằng Clyde đừng kỳ vọng quá, vì cha cô không biết được những điều mà người bình thường muốn đâu. Nhưng ngài Axel đã bế Clyde trong lòng, hỏi vợ rằng cô thật sự tự xem mình là người bình thường hay sao. Vợ anh liền đáp trả bằng một cái lườm cháy mắt giống như bao bà vợ khác hay làm với chồng. Axel cười đùa cho rằng tất cả những gì vợ anh muốn ngày trước chỉ toàn là ly thân ly hôn hay thậm chí là âm dương cách biệt. Claydi nhận ra cha mình muốn nhắc đến chuyện lễ cưới hay sao, nhưng lại nói đến chuyện chết là sao nữa. Cha đã cầu nhau sao chồng chỉ nhớ tới mỗi chuyện đó vậy? Cô không nghĩ chồng cô lại là kiểu người thù dai đến vậy. Con ngài Axel thì làm sao có thể quên được cách mà vợ kêu anh lựa chọn khi họ vừa mới đăng ký kết hôn? Nhưng dù sao thì cha cũng đâu có chọn gì trong những điều đó đâu. Axel cho rằng họ cũng đã ly thân cả gần một thập kỷ rồi còn gì. Sự tranh cãi của hai vợ chồng này đều được hai cô con gái nghe thấy và Charlotte lo sợ nó ảnh hưởng đến con gái mình nên đành nhận tất cả đều là lỗi của cô. Đúng lúc này cô phát hiện ra con gái mình đang nhìn gì đó trên bầu trời nên cũng muốn nhìn thử xem. Và cả gia đình họ đều ngước nhìn lên trên nó. Họ thấy có một con phượng hoàng lửa khổng lồ đang bay vây kín cả một vùng. Charlotte nhận ra đó chính là một con Femata. Và cả Clyde cũng vậy, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Không những vậy, Femata đã hạ cánh và đậu xuống lên tay áo của ngài Axel. Nhìn thì không khác gì một thú cưng đang đậu trên tay chủ nhân của mình cả không ngờ một con vật quyền lực như vậy mà cha cô lại có thể khống chế nó. Còn ACL lúc này thì vẫn đang nằm ngủ thì bị tiếng động lớn đánh thức. Cô bé dụi dụi mắt không biết đây là tiếng gì vậy. Và ACL cũng giống như mẹ và chị gái, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy con Femata này. Cô bé còn tưởng mình đang mơ nên đã hỏi cha, nhưng ông ấy đã nói rằng cô hoàn toàn tỉnh táo. Charlotte vẫn không thể tin được, vì chồng cô đã thực sự tuyên thệ với Femata rồi mà, chẳng lẽ anh ấy đã phá vỡ lời thề sao? Nhưng Axel nói không sao đâu, vì anh đã thể đúng sự thật và không có gì ngoài sự thật. Charlotte hoảng sợ cho rằng chồng mình đã mất trí rồi, nếu muốn thì anh ấy cứ tiếp tục làm rồi chết đi, nhưng đừng lôi ba mẹ con họ vào. Nhưng Axel đã đáp lại cứng rắn, anh không cưới vợ về để nhìn thấy cô ấy chết đâu, anh đã kết hôn với cô rồi nên có thể giữ được tính mạng. Và cứ thế cả gia đình họ đã cùng nhau có một thời gian bên con Femata này. Hai chị em còn rất phấn khích muốn chạm thử vào Femata nữa. Cha của họ nói rằng hai người có thể từ từ vút ve nó và kêu hai cô bé đừng lo vì nó không nóng đâu. Clyde và Axel nhìn nhau nhưng vẫn có chút sợ hãi. Cuối cùng hai anh cô bé quyết định giơ tay ra để chạm vào phe Mata thử một lần xem sao. Và đúng như lời cha cô nói, mặc dù màu lông của nó rất rực lửa, nhưng nó không hề nóng. Hai cô bé đã tin lời cha của mình nói, họ cảm nhận được nó chỉ ấm ấm thôi chứ không nóng. Thấy hai cô con gái của mình thích thú như vậy, Charlotte cũng có chút hài lòng. Và Clyde đã sờ vào trái tim của phe Mata, cuối cùng cô đã biết vào nó. Cô nghĩ rằng trái tim của nó thật là tuyệt vời, đẹp đến mức không thể cưỡng nổi và cả ACL cũng nghĩ rằng con Femata này rất tuyệt vời nữa, Clyde đã nói với cha mình thái tử cũng muốn được nhìn thấy nó. Cha cô đã hỏi lại con gái vừa mới nhắc đến thái tử hay sao? Clyde khoe với cha đã gặp ngài ấy ở cung điện và ngài ấy đã mong là được cha cho chiêm ngưỡng Femata. Nhưng Axel không nghĩ điều đó là có thể, anh cần phải hỏi ý của Femata xem nó có bằng lòng đến gặp gia đình của mình không đã. Mặc dù cha cô là chủ nhân của nó, nhưng Femata là một thần thú có ý muốn riêng của mình, thế nên họ không thể điều khiển được nó. Di nhận ra sau ngày hôm đó dường như cha cô đã không còn tin tưởng vào đức vua nữa và điều đó cũng xảy ra với thái tử. Di đã nói với cha cô thật sự không sao đâu và cô nghĩ đức vua cũng chỉ có ý tốt thôi. Lúc này Femata đã đập cánh bay đi nơi khác. Cha cô thì cho rằng nó chỉ tốt nếu cả hai bên đều ổn với chuyện đó thôi con gái. Đôi khi những chuyện xuất phát từ ý tốt có thể tệ hại hơn là một hành động ác ý. Lúc này Femata đã giải cánh thật rộng và khoe trọn bộ lông rực lửa của mình trên bầu trời. ECL thì vẫn chăm chú ngước nhìn theo nó. Di thầm tự hỏi không biết là Đức vua có biết được cha cô cảm nhận về ngày ấy như thế nào không. Đồng thời bữa tiệc phục chức của mẹ cô cũng đã được tổ chức tại sảnh tiệc lớn của cung điện.